Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Tôi đang gửi đến quý vị tin tức liên quan đến Julian Assange, một người gốc Úc và trong thời gian qua 6 năm trời sống bên trong tòa đại sứ Ecuador ở thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc đến độ mà ông tổng thống của Ecuador đắc cử Moreno tuyên bố Julian là một cục đá trong giày một những tục ngữ, ngạn ngữ của Ecuador cho thấy một cái người mà mình muốn đuổi đi mà hoặc là bị vướng mắc mình không cách nào mình đuổi đi được cả cái khó khăn ở đây đó bây giờ sao hầu như đó Ecuador mở cửa tòa đại sứ rồi nói các anh muốn vô bắt <laughs> bất cứ lúc nào cứ vô bắt mà thôi và đó là lý do cánh cửa đã mở ra và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm nay mới chính thức và họ nói họ đang chuẩn bị cả một tập tài liệu dài để truy tố Julian Assange và họ tin chắc là sẽ bắt tên này để mà dẫn độ bởi vì tất cả là sau khi đưa ra lệnh truy tố bộ tư pháp hoa kỳ sẽ yêu cầu chính phủ anh cho phép họ được đưa dẫn độ julian về và nếu như thế thì phía anh quốc sẽ yêu cầu với ecuador chúng tôi có thể vào bắt julian assange được không Ecuador bởi vì họ không còn muốn giữ cái tên này vừa ở dơ vừa ăn bám đã vậy ăn cháo đá bát không biết ơn của họ mới đây Julian Assange đã kiện chính phủ Ecuador ra tòa ở trong đó mà dám kiện chính phủ Ecuador ra tòa về cái tội vi phạm cái quyền của anh những cái quyền cơ à, bản chẳng hạn như là không cho phép anh giữ con mèo mà nhân viên của tòa đại sứ nói rằng con mèo này nó sống dưới chủ của nó nó dơ như chủ nó luôn dạ vâng anh không chăm sóc nó là con mèo của anh mà anh không chăm sóc đến độ chính quyền ecuador bắt con mèo đi không cho anh nuôi dưỡng nữa bởi vì nó quá dơ ở bên trong à, không tắm không giặt rũ quần áo rồi không có vệ sinh đó là lý do mà các nhân viên tòa đại sứ họ ngán ngẩm và họ đã trình lên ông tòa đại sứ cũng như bộ ngoại giao để giải quyết cái tình trạng mà đã quá kéo dài bây giờ chính phủ ecuador nói chẳng lẽ chúng tôi sẽ anh nuôi anh thêm một chục năm nữa cho đến khi anh chết bên trong tòa đại sứ hay sao ừ. À, thưa quý vị, à, ngày hôm qua thì là cũng là ngày mà hơn 600.000 học sinh của Nam Hàn họ đã trải qua cái à, cuộc thi lên đại học. Thì à, có lẽ Nam Hàn là một cái quốc gia duy nhất ở trên thế giới mà coi trọng cái cuộc thi này như thế này. Ừ. Đó là bởi vì à, ngày hôm qua là cuộc thi bắt đầu vào đúng 8 giờ 40 phút sáng thì được biết chính phủ Nam Hàn đã yêu cầu là à, các cửa tiệm xung quanh những cái trường đại học mở cửa trễ đi rồi à, phi trường cũng phải các phi cơ đó không được cất cánh trong vòng mấy tiếng đồng hồ lúc mà diễn ra cái cuộc thi để cho cái không khí nó hoàn toàn im lặng thôi quý vị để mà các à, sĩ tử họ tập trung để mà thi. Thì à, cũng chính vì cái áp lực như vậy mà được biết là cũng trong cái thời gian này mỗi năm thì trước khi uh, cuộc thi diễn ra và sau khi cuộc thi diễn ra Thì thường có những cái vụ tự tử vì áp lực yeah. của các thí sinh thưa quý vị Theo một cái số liệu thống kê từ chính phủ Nam Hàn đưa ra cho biết là có 5% người trẻ hiện nay ở độ tuổi từ 13 cho đến 19 Cho biết là họ từng có cái ý định tự sát và đã tăng cao nhất trong vòng 10 năm vừa qua được biết vào năm 2016 có 13.092 vụ tự tử xảy ra ở Nam Hàn tương đương với là mỗi ngày 37 người chết thì Nam Hàn đứng à, là nước đứng thứ 10 trên thế giới về cái số người tự sát mỗi năm và đứng à, thứ nhì ở châu Á chỉ sau Nhật mà thôi. Và à, số người tự tử cao nhất ở Nam Hàn là người lớn tuổi từ 60 trở lên và kế đến là những người ở độ tuổi từ 25 đến 35 và sau đó là cái số người à, số học sinh và sinh viên. Thì à, cái lý do mà người cao tuổi họ tự tử là vì à, bệnh tật đau đớn cũng như là không muốn làm gánh nặng cho con cháu cũng như cái truyền thống là con cái trong gia đình phải chăm sóc cha mẹ ông bà bắt đầu biến mất ở trong xã hội Nam Hàn những năm qua còn những người mà độ tuổi 25 đến 35 đó thì họ bị áp lực về thất nghiệp lương bổng cũng như là địa vị ở trong xã hội chưa kể không có công việc tốt có công việc thôi không nói mà không có công việc tốt thì họ không thể lập gia đình khiến cho áp lực ngày càng tăng còn à, sinh viên học sinh thì vì áp lực học tập điểm số cũng như là phải đậu vào trường đại học vì ở xã hội Nam Hàn nếu mà không đậu đại học thì không có thể tiến thân được không có thể tìm được công việc từ quý vị và được biết là à, các phụ huynh ở Nam Hàn họ đã bỏ ra hơn 17 tỷ rưỡi tỷ đô la đó thưa quý vị tương đương với 1.5% GDP cả nước để mà cho các em chuẩn bị cho học thêm suốt 10 năm trời để mà chuẩn bị chỉ cho cái cuộc thi lên đại học này mà thôi và cuối cùng là chính phủ Nam Hàn bị chỉ trích yếu kém chậm trễ trong cái việc giải quyết vấn đề tự tử bởi vì chính phủ Nam Hàn cho rằng đây là cái việc riêng của từng gia đình chứ không phải cái vấn đề của xã hội trong khi đó, tình hình bầu cử tại quận Cam, làn sóng xanh đã ập vào khắp 50 tiểu bang, nhưng mà riêng ở Orange County, nó trở thành tsunami sóng thần luôn, thưa quý vị. Những cái ghế của đảng Cộng Hòa bây giờ đã có nguy cơ là lọt hết vào tay đảng Dân Chủ. Hai chiếc ghế của đảng Cộng Hòa còn lại ở quận Cam, đó là thứ nhất, bà Katie Porter, ứng viên dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ đã vượt qua mặt đương kim dân biểu liên bang của Đảng Cộng Hòa Mimi Waters đại diện cho địa hạt 45. Bây giờ bà đã vượt qua mặt tới hơn 2%. Cho nên phần thắng đã nghiêng về bà Katie Porter. Mặc dù tiến trình kiểm phiếu cũng đang diễn ra, thế nhưng đa phần những phiếu khiếm diện được kiểm là đến từ những khu vực có người theo đảng Dân Chủ. Đã điều đó đã khiến cho số phiếu bầu cách biệt giữa Dân Kim, một người gốc Đại Hàn ở Anaheim, đại diện cho ba quận San Bernardino, Los Angeles và Orange County trong địa hạt 39 trong đêm bầu cử, bà Giang Kim được 3.900 phiếu. Mà lúc đó nguồn tin ghi nhận đó là nếu tiến trình kiểm phiếu và cái số phiếu này vẫn được giữ nguyên đó, thì bà đã có cơ may trở thành người dân biểu liên bang gốc Đại Hàn đầu tiên của California. Thế nhưng ước mơ trở thành dân biểu liên bang càng ngày càng lụi tắt. Sau khi kết quả chính thức tối ngày hôm qua ghi nhận, ông Cisneros, đã vượt qua bài Giang Kim 941 phiếu thưa quý vị. Từ cách biệt 3.900 phiếu, giờ đây ông Cisneros đã dẫn trước bà 941 phiếu. Chưa kể là các ghế của Thượng nghị sĩ tiểu bang và dân biểu tiểu bang cũng có nguy cơ lọt vào tay đảng Dân Chủ. Đó là hai cái tin tức Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chính thức như chúng tôi đã thưa đó Phải chờ tới ngày 7 tháng 12 Nhưng mà thực sự đó Nếu mà cái khoảng cách này 900 mà nó biến thành 1 rưỡi Nó biến thành 2.000 Biến thành 3.000 Biến thành 4.000 Như trường hợp của bà Katie Porter Thì cái điều đó cũng có nghĩa là quận cam Không còn một dân biểu đảng Cộng Hòa nào đại diện hết thưa quý vị vâng trong khi đó thưa quý vị cảnh sát ở tại San Luis hiện nay họ đang mở cuộc điều tra về một cái từ một cái vụ mất tích nhưng mà nay xác của cô gái này đã được tìm thấy đó là uh, cô Rafaela Maria Drake 23 tuổi là một nghệ sĩ múa ballet uh, cô được báo mất tích từ hồi đầu tuần nhưng mà đến hôm thứ tư vừa qua thì người ta đã tìm được xác của cô ở cái hồ Mark Twain Lake là một cái vùng hẻo lánh ở St. Louis thì được biết cái việc mất tích được báo cáo là vì các giới chức họ phát hiện có một cái xe sau khi điều tra thì biết là xe của cô đậu ở gần nơi này cách đó khoảng có mấy dặm thôi từ hôm thứ hai mà không thấy người chủ đến và cuối cùng thì họ tìm thấy xác của cô gái này hiện nay vẫn chưa biết lý do vì sao mà cô bị thiệt mạng nữa thật nhanh thưa quý vị, Jim Acosta của đài CNN đã được một quan tòa liên bang yêu cầu tòa Bạch Ốc phải cho anh giấy phép trở lại. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý mà quý vị cùng theo dõi chiều nay lúc 5 giờ quý vị nhé. Giờ đây thì giữ nguyên băng tầng 56.7 của Little TV theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.